Là cả nhà ơi, cái đây là quán lẩu chai hoa sen của bên gì của Trang nha. Ở đường này là đường gì ta? 3 tháng 2, đường 3 tháng 2. Rất là sạch sẽ luôn, Trang ăn rồi hôm trước rất là ngon. Đây là cậu Trang làm này, là nguyên gia đình làm này luôn. Bà con không luôn. Đây sáu nè bà chủ. Dốt luôn hai người này. Ở đây là quay trong bếp luôn nè, nghe đồ ăn sạch sẽ rửa nè, trời ơi ngăn nắp nè cả nhà thấy không? Nè, ngăn nắp sạch sẽ rửa thôi rất là sạch luôn. Thương hiệu nè, sớm nè địa chỉ. Bảo Nguyên nè, số điện thoại 480 chừng nè cả nhà. Ai mở gạch giá lại đây ủng hộ. Đang có khỏe không? Yeah, rất khỏe. Nói tiếng Việt, trả lời tiếng Việt. Có khỏe. Mình có khỏe. À, giỏi. Đúng rồi, đúng rồi. Bắt đai mình 5 tuổi. Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ ăn cơm chưa? Est-ce que tu as mangé? Trả lời đi, trả lời đi. Mình ăn cơm rồi. Mình ăn cơm rồi. Okay. Giỏi quá, quá giỏi. Để mừng rồi, mừng rồi, mừng. Thương hiệu nè, số nè địa chỉ. Bảo Nguyên nè, số điện thoại 480 chừng nè cả nhà. Ai mở gạch giá lại đây ủng hộ. Kênh của em là Trang Ly cuộc sống Pháp. Để hồi vô em thôi, bởi vì em sẽ ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn chị nha. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Đâu chị quay lại, chị đâu quay.
Pikachu chơi đèn với lại sao đây. Ủa trời ơi. Quên. Con đó màu mèo ấy. Còn thôi lấy con khác vàng trong này có nè. Không có được. Không có lúc này thì thế như lúc nào cũng được. Con ngay chỗ mà cho nó thế. Thế miếng nằm ngay đây hả? Đây mà. Bây giờ có cái này lên đây. Bé này chưa biết. Quá trời trong này. Cái gì cũng có. Kìa Út cho kìa, Út cho kìa. Xin lỗi. Ủa gì đó, cảm ơn. Cảm ơn Út. Con cảm ơn Út. Hôn Út một cái. Hôn Út một cái. Quá mừng rồi, quá mừng. Đi lại hôn Út kìa. Lại hôn Út đi. Cảm ơn Út, hôn Út đi. Cảm ơn Út. Cảm ơn Út, hôn Út đi. Hôn Út. Đây hôn bên này đó. Đây là cả nhà, hôm nay cái môi của Trang nó để nó lột, nó lột ở dưới nè. Nhà thấy không, nó trở lại hồng hồng tại Trang tha cái này nó bóng á. Còn trên này nó chưa lột hết nè. Đó, cái môi này nó sẽ tự nhiên lại cả nhà, chứ Trang không có thích đậm, không có thấy cái gì vậy, cái môi mình nó hồng hồng, khỏi cần phải tha son. Còn lông mày thì nó chưa có lột, cả nhà nó mới bắt đầu ngứa ngứa và Trang thấy nó cũng hơi lột lột rồi, chưa lột. Còn cái mí mắt này nó bắt đầu cũng lột nè. Mắt cũng lột luôn. Nó tấm lại lột ra nó sẽ tự nhiên. Thì cả nhà Trang mua hai cái con Pikachu cho hai anh em đó, quá mừng rồi kìa. Vui quá. Đây là đống đồ mà hai chị em đi mua nè, khi nãy nè. Đi tới ba cái shop. Đây thì mua cho cô Xin. Áo thì tổng cộng hết là cả nhà biết là bao nhiêu không? 4 triệu. 4 triệu là khoảng hơn 150 euro ha. Đây là thật sự, đây là hôm nay Trang đi mua rất là nhiều, nhưng mà lâu lắm rồi Trang không có mua sắm cho bản thân mình luôn á cả nhà. Tức là có mua thì đi siêu thị mua một mua đồ trong siêu thị không, mà bên kia nó giảm giá một cái 2-3 đồng gì đó, mà đồ cũ đồ không có đẹp, đồ để mặc ở nhà thôi, giải không có đẹp. Còn có đi shopping á, Trang cũng mua rất là ít, Trang mua khoảng 50 euro này kia một năm thôi, tức là không mua đồ không có nhiều, tức là 10 năm mà Trang chưa bao giờ mà mua đồ mà nhiều như vậy luôn á. Đó thì kỳ này Trang mua là tính ra là 4 triệu cả nhà, quần áo luôn đó, mà Trang cũng có mua mấy bộ trong xã Tràng nữa. Với lại định mua đồ, Trang mua mấy cái này là nếu mà Trang mặc không vừa Trang sẽ tặng cho cho, tại Trang thấy đẹp quá đi. Đó, đẹp quá Trang nên Trang muốn lấy mua về tặng cho, một là cho má chồng của Trang, hoặc là cho chị chồng á, chị thứ ba. Trang rất là thích chị thứ ba. Chị thứ ba rất là được nên là mua về làm quà cho chị. Đó thì đi chợ đi shopping hết là hơn 150 euro cả nhà. Thì Trang đi mấy cái shop thì Trang thấy là shop nào Trang cũng vừa ý hết á. Đi cái shop này của chị chủ này là Trang có review đó, thì thấy là chị ấy dễ thương, bán đồ thì giá cả cũng phải chăng ha, đồ thì dễ thương trẻ trung, nên là cả nhà nếu mà bạn nào mà có ở Gạch Giá đó thì ghé ở đây nè. Ghé đây xem cho chị đi ha. Đồ Trang thấy đẹp này, Trang mua bao nhiêu đây đó cả nhà. Mà có chỉ có không tới 1 triệu nữa. Nó tóm lại rất là rẻ luôn. Quần jean nè, áo sơ mi nè, rồi áo khoác nữa nè. Mà không tới 1 triệu luôn, chỉ giảm giá nữa. Rất là dễ thương luôn. Đồ rất là dễ thương, trẻ trung ha. Cái này là Bảo Quyên 480 Nguyễn Dung Trực nha cả nhà. Thấy là đồ đẹp chứ chị ấy không có trả tiền cho Trang để review luôn nha cả nhà. Nó thấy đồ đẹp nên là Trang review cho cả nhà. À, Trang lựa rồi, Trang đã mua rồi, Trang thấy đẹp. Đó nên là Trang mới quay cho cả nhà xem ha. Đó, nhìn thấy trẻ trung rất là đẹp luôn. Cái áo đó của Trang, còn áo này của em Trang nè. Hai chị em nè. Rồi mấy cái áo này luôn, rồi cái quần nữa, rồi áo khoác nữa mà có 1 triệu à. Tính ra rất là rẻ luôn, 1 triệu là khoảng... 40 euro, nhiêu đây bên Pháp là không có 40 đâu cả nhà. Tóm lại rẻ mà đẹp đó. Thì Trang mua rất là nhiều đồ nè đó. Rồi bây giờ mua đồ này cho ông xã Trang ha. Đó, áo rồi này kia tùm lum la. Và bây giờ Trang sẽ đi ăn cả nhà ơi. Đây cái món này là Trang thích nhất nè. Vịt
thịt vịt khìa. Thịt khìa mẹ làm ha. Vịt khìa mẹ làm ngon lắm nè, thơm. Cái đèn với xôi anh ăn rồi, ai cũng ăn rồi hết. Bây giờ Trang sẽ bới miếng cơm ăn cả nhà ơi. Nhìn thấy ngon hấp dẫn quá trời luôn nè. Tại sáng cho ăn nhiều quá nên giờ Trang chưa có đói, giờ này 2 giờ rồi. 2 giờ mấy rồi. Mà nhìn thấy ngon quá để Trang bới cơm Trang ăn. Đây là cả nhà Trang bới ra một tô cơm Trang ăn. Đây là cà nướng đó. Cà nướng, đáng là có mỡ hành nhưng mà không chịu mua mỡ, không chịu lấy mỡ hành của người ta. Bây giờ về đây là không ai làm mỡ hành, làm biến là mỡ hành. Trang vào ngon quá. Còn đây nè cả nhà ơi, đây là bánh ướt ngọt nha cả nhà. Trang ăn xong Trang sẽ ăn cái này nè, bánh ướt ngọt nè, ngon lắm. Yeah. Em của Trang mua. Đây là cả nhà, mời cả nhà ăn cơm. Đây là cơm cho em nha. Ăn cơm với thịt thịt vịt nha, thịt vịt khìa nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Miệng của cái màu Trang nó còn hơi, nó chưa có ấy nên là không có nói chuyện được bình thường. Ngay cũng không có để cho nó dính nữa. Hai giờ mấy, 2:30 rồi đó nha. Con uống, con đang uống này là nước gì? Cái đèn nè. Cô cà. Nước cam. Cúng đầu hay nè. Cúng đầu cái gì nữa. Này uống nước cam, nước cam này Trang mới dắt ra nè. Nè con mời ông bà cô chú ăn ăn thanh long. Con mời ông bà cô chú ăn thanh long. Bự quá rồi. Gì con? Ngước. Long. Con ăn đi con nói cho con cái này nó ngon không? Cái này chắc nó không ngọt, cái này nó cái thanh long đỏ này là cả nhà nó không có ngọt bằng cái thanh long hôm trước, cái trái màu vàng á mà ở trong nó ruột màu trắng á thì Trang thấy nó ngon hơn. Đây nè, đây nè, nè. Ngon hả? Nó không, nó cũng ngon mà nó không có ngọt bằng cái thanh long kia. Thanh long mà cái trái màu vàng, cái ruột màu trắng đó nha. Cái này là ruột đỏ nè. Không hết hả? Con này không? Con cục không? Ngon. Không ăn hả? Nó không thích rồi. Cái đỏ này nó không thích. Đây nước cam cả nhà. Còn đây là bánh bánh ướt. Đây là gọi bánh ướt ngọt. Ở bên này á, Quang ăn nào, Quang mua không ăn? Nhiều lắm. Ăn nhiều. Cái gì cho thằng Xuân thử. Ồ nó không thích đâu. Chắc là không thích đâu. Trời trời. Mời cả nhà. Bánh này là bánh món bánh ăn, món bánh tuổi thơ. Nhỏ hơn bánh này. Nhớ hồi nhỏ là đợi mẹ đi chợ về để có mấy cái mình này nè, bánh này ăn vậy. Ngon lắm. Mẹ chợ về hay có mua một ít bánh hoặc là cái bơ là gì đó về cho ăn, mừng lắm. Món bánh tuổi thơ. Ngon. Giờ lại vẫn còn ngon cả nhà. Có nhiều món mình ăn á, tuổi thơ mình ăn ngon. Mình ăn rồi nó không còn ngon nữa. Cái bánh này nó vẫn còn ngon nha. Bánh này Trang cho thấy vẫn còn ngon. Ê đèn nó, ê đèn nó xua, nó không thích thanh long đỏ. Đời ăn măng cục, ăn măng cục. Con lấy cái muỗng con múc á. Nè con lấy cái muỗng này nè. Múc. Ngon, múc ra mấy cái nhỏ này nói chuyện nó chửi thề quá. Ôi trời ơi. Múc về Việt Nam, về Pháp mua một tí đem về bển. Thôi chứ không ăn rồi nè. Cái này nó tăng măng cục. Mai mẹ mua sầu riêng con ăn á hả? Con ăn sầu riêng không?
cho cô dâu. Không chịu ăn sầu riêng cả nhà. Lúc trước thích ăn lắm, giờ không chịu ăn. Đây cả nhà, cái măng cục á thì nó ngon nha, nhưng mà có một cái là cái vỏ nó rất là nhiều cả nhà, thấy không? Mà nó sượn, sượn cũng nhiều nữa nè. Này trong bỏ hai trái, này là năm trái mà ăn được có ba trái, uống tới năm nữa, 1 2 3 4. 4 trái ăn hai trái, bỏ hai trái cả nhà. Bỏ hơn nữa rồi nè. Đây đền ăn trái cho ăn trái. Mà nó nặng ký lắm, tại cái vỏ nó nặng á. Nó 1 ký có mấy trái à. Mà tính ra thì ăn rất là ngon, cả nhà, trái này là ăn ghiền lắm, mới ngon á. mấy đứa nó dạy tiếng Việt chơi đèn với sao em nè, cưng quá à. Nói đi, hỏi đi, bạn có khỏe không? Say comment chi va. Mình khỏe lắm, mình rất khỏe. Mình rất khỏe. Mình rất khỏe. Mình rất khỏe. Giờ hỏi lại ngược lại, hỏi bạn có khỏe không? Còn bạn, hỏi lại, còn bạn có khỏe không? Say et toi, comment chi va. Con hỏi lại đi Đèn, con nói còn bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Dạ rất khỏe. Nói tiếng Việt, trả lời tiếng Việt. Có khỏe. Mình có khỏe. À giỏi. Đúng rồi. Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Nói có, mình khỏe. Con nói đi, có. Có. Mình khỏe. Mình khỏe. Giỏi. Còn bạn có khỏe không? Còn bạn có khỏe không? Có khỏe không? Giỏi, sao anh giỏi quá, sao anh học tiếng Việt á hả? Học tiếng Việt giỏi quá, kìa con học tiếp đi, con nói chuyện với mấy anh đi. Nói chuyện với mấy anh đi. Hỏi gì nữa? Mấy anh với chị Ngọc Anh kìa. Đi, nói đi. Tự giờ nói dữ lắm mà. Tự giờ nói dữ lắm, tới quay lên cái nín lên luôn. Tự giờ chỗ tiếng Anh được không à? Hỏi lại đi. Bạn bao nhiêu tuổi? À, đúng rồi. Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? Sao cơm Mình 5 tuổi. Okay. Bắt đai mình 5 tuổi. Bạn ăn cơm chưa? Est-ce que tu as mangé? Ăn cơm rồi. Trả lời đi. Mình ăn cơm rồi. Okay. Giỏi quá, quá giỏi, mừng. Ngồi xuống đi Đèn. Ngồi xuống té con, hai đứa ngồi xuống đi con. Ngồi xuống nói chuyện với hai anh đi. Ngồi xuống nói chuyện với hai anh kìa. Con mắt của bạn nghĩ gì vậy? Con mắt. Đây, mình bị cận. Bị cận thị. Ngồi xuống. Anh hỏi con mắt con bị gì, con là con hiểu không? Con hiểu nó hỏi gì không? C'est que ce que t'arrive à ton œil? Tu que moi. Que je porte lunettes là. Không được. Cười chết. Hai đứa này nó khoái. Đây là đứa nó khoái. Anh mè. Thấy thằng Boy với thằng ấy nè. Hỏi bậy nha, hỏi đàng hoàng nha. Bạn có thường chơi game không? Có thường chơi game. Est-ce que tu as joué au jeu? Au jeu. Est-ce que tu joues souvent au jeu? Un petit peu, nói thỉnh thoảng. Dạy nữa đi, tiếp tục dạy đi. Smartphone dùng nổi. Kìa ngồi nói chuyện nhanh. Em chơi trò gì? C'est quoi comme jeu que tu joues? Bạn thường chơi trò gì? Jeu vidéo. Trò chơi điện tử. Trò chơi điện tử. Trò kỳ tử. Bạn có coi YouTube không? YouTube. YouTube là YouTube.
Eske chưa giao sư YouTube. Nó đâu có quyền coi điện thoại đâu. Còn nhỏ mà. Con coi phim gì đó. Toa con bull. Phải không? Phim với phim hoạt hình đó. Có Pokemon, có Pokemon, có Pokemon. Nói là mình xem phim hoạt hình Pokemon. Ninja, ninja không có nhiều đâu. Nó coi cái gì nè. Quy đi ngày mai giặt. Đây là ổi ba của Trang mới vừa hái nữa nè cả nhà. À, ổi trong vườn nè. Ngọt lắm, rất là ngọt. Sao em có ăn này không? Lâu lâu là hái bao nhiêu đó là ngon quá trời luôn ha. Con ăn không? Con ăn ổi không? Ở đây Sô-en thích ăn lắm, thích ăn ổi lắm cả nhà. Ăn ổi rất là tốt, trong ổi có rất là nhiều vitamin. Nhưng mà ổi nhà trồng nữa thôi luôn, tuyệt vời luôn. Cây ổi nha, ở sau vườn đó, ba Trang bịch bịch lại là gì đó. Vài ngày là hái vô một đống trái gì nè, 4-5 trái gì đó. Ăn ngon lắm. Ổi này bên Pháp bán rất là đắt cả nhà, bán ký tới mười mấy hay mấy đồng á, mà qua bên rồi. Kia là cái trái này nó cửa thì đi chút, đi nó héo queo à. Đi tắm à, tắm sơ em này, đi sơ sậy với sơ không? Ờ tắm em. Ăn ngọt. Ba trái này nó còn chưa ngọt mà mấy trái kia, trái này nó hơi chát chát. Mấy trái kia bữa trước ngọt lắm. Mà mẹ chân nói á, mùa nắng á thì nó ngọt ngay à. Hồi mà khi mà nó mà có mưa xuống một cái là nó không có ngọt bằng. Đó. Không? Đây bữa nay dẫn kìa dẫn mấy anh mấy chị đi chơi, đi siêu thị với lại đi ăn hamburger. À chào hai đứa bộ đi, đèn đi xô anh đi nè, đưa tay cho mẹ chuẩn bị trà dễ rồi. Cái gì dở dơ vậy? Bữa nay taxi không chịu vô rước cả nhà, tại trong này nè, trong hẻm nè, taxi mấy chỗ? 8 chỗ. 7-8 chỗ nên là lớn quá nó không vô. Bé Hoàng mà thành thêm rước nữa thì thôi. Dạ khỏe, chị khỏe không? Đây từ trong nhà chẳng đi bộ ra vậy nè. Xe này xe lớn nó không chịu đi ra. Ủa nó không chịu đi vô trong này rước mình cả nhà. Taxi không chịu đi vô rước. Thôi xe kìa con, xe chạy lại kìa. Không được. Ủa đó vô đó rồi ve muốn chết. Ve cho người là chắc anh chạy ít chạy qua bển á. Đúng rồi. Nhầm người, người ta chạy quen rồi á, cái người ta biết cái tới người ta ve. Ở bển có chỗ ve lại mà có chạy. Đây là cả nhà ơi, cái đây là quán lẩu chai hoa sen của bên gì của Trang nha. Ở đường này là đường gì ta? 13 3 tháng 2, đường 3 tháng 2. Kìa. Ông ngoại dẫn cháu đằng kia. Đây lẩu chai hoa sen nha cả nhà, rất là sạch sẽ luôn. Trang ăn rồi hôm trước rất là ngon. Đây là cậu Trang làm ở đây nè, nguyên gia đình làm ở đây luôn. Bà con không luôn. Đây Sáu nè, bà chủ. Dốt luôn hai người này. Đem men về. Con có đem men về. Để mẹ ra ngoài sau quay. Ở đây là quay trong bếp luôn nè, nghe đồ ăn sạch sẽ rửa nè, trời ơi ngăn nắp nè cả nhà thấy không? Đây, ngăn nắp sạch sẽ rửa thôi rất là sạch luôn. Đây trong này trong bếp. Chị Bích kìa, khỏe không chị? Bà Tư khỏe không? Gì con nói gì quay quay này, trời ơi môn bự gì đó hả, quá trời luôn, trong này sạch sẽ quá. Chạy phải dễ mập ha, mập cái này mập chị ơi, có hai đứa con rồi đó mà càng ngày càng mập. Nấm nè hả, gì không ăn thì thôi.
Đó, cả nhà thấy không? Đồ ăn sạch sẽ, chỗ rửa sạch sẽ. Rất là ngon, rất là nổi tiếng luôn nha. Hoa Sen là nổi tiếng Gạch Giá mà. Chị đang làm cái gì vậy? Cái này thịt dê. À, thịt dê làm từ lẩu dê phải không? Dê chay. À, dê chay. À, con chào đi. Chào gì vậy? Phải gì vậy? Gì? Con nói con chào gì? Chào gì? Ê đang nói đi, con chào gì? Con chào gì? Giỏi quá. Rồi. Con chào gì? Ăn mấy đứa lại đi ăn gì? Dạ. Giống luôn. Mà cái thằng này nó giống hơn nè, nó tây hơn nè. Giống tây. Tây hơn, bữa nay không bị bịt mắt chứ này bị bịt mắt. Đó. Đây đồ ăn sạch sẽ, con nhìn thấy rồi, rau rửa đồ sắp hàng hết trơn luôn, sạch. Sạch mà ngon. Hôm trước con ăn. À. Đó thì gầm mẹ con ra. Mẹ ăn ra với lại bữa mai mốt vậy đó mẹ con qua ra thế cho mợ Tư. Bà dạ. Mai mốt tính đi lầu. Con muốn đi lên lầu á? Không được, có ai chơi lầu chứ coi. Lên lầu làm gì? Kìa thấy không, rau sạch sẽ. Nhìn cái quán sạch đẹp ha. Đúng rồi con mập chứ. Thì lại đây ăn hamburger. Thì đèn muốn ăn gì? Thì đèn muốn ăn gì? Quay hả? Ok. Để chào bà cô chú đi. Chào bà cô chú. 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 Chào bà cô. Để sau này coi lại là thấy này có chào đủ hết trơn đó nghe. Có chào chị Nhi chưa? Có chào chị Nhi. Có chị Hai chưa? Có về chào chị Hai chưa? Chào chị Hai, chào chị Nhi. Mặt khuyên nhìn biết chưa? Dương Hai. Dương Ngọc Ngọc. Dữ dưỡng khó kêu quá. Kêu Hai, kêu kêu Hai lưng được rồi, khỏi dưỡng Hai lưng đi là được. Hai lưng. Hai lưng. Hai cái lưng là người ta hai lưng mà, ta hai lưng mà. Miền Tây mình vậy đó, hai lưng. Cái chị con từ từ chị đem ra kìa. Chào, chào cô xin. Con chào cô xin. Cô xin là thằng này nè, nó quậy lắm luôn nè. Đó, mặt nó kìa. Đó, đó. Có chân đổ kìa chị Mỏ ơi, có chân đổ. À, cảm ơn em. Đây nè, được cho nè. Để chị mình tập. Quá trời chứ bà mợ ấy rồi sao mà chịu nổi với nó nữa. Bà mợ có bà mợ ăn đâu, bà mợ giữ không ai giữ được á. Trang quên. Con không biết nhưng mà nó vậy đó, mà thấy không, nó thấy nó lì không. Hả? Chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. Ngon miệng. Chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. À, Hà My chúc ngon miệng. Hà My ăn đi nè. Ngon quá. Khoai tây chiên. Đây nè, cái này của con nè, hamburger này của con. Ờ, cái này có của Hà My đó. Mới nãy qua nhà hàng chay bây giờ á. Nè bên bên Sáu kêu ăn mà Trang nói là mấy đứa nhỏ nó đòi bên này nên qua đây ăn. Đây anh Trang nè. Không ăn đi, vẫn ăn nè. Ăn mì mì Ý với lại gà gà gán nè. Đây. Đây là Hà My. Thì ra quay em đó hả? Ừ. Đây là ông xã của Nhi. Nhi là chị em họ với lại Trang. Đó, hai vợ chồng. Rồi chị em của Nhi. Chị em kết nghĩa hả? Chị em kết nghĩa không? Minh Loan. À chị Minh Loan. Minh Loan là Minh Luân á cả nhà. Ừ. Minh Luân. Ăn rồi, ăn ngon nha. Cái đèn cả, sao em cả. Si ngon lắm con. Kìa hỏi đèn đây, đèn ngon không? Ngon không đây đèn? Nó đèn đó. Ngon lắm. Ngon lắm.
Trang không có ăn cả nhà, sao là hơi nữa Trang về cho ăn cơm. Mấy cái này ăn bên kia rồi nè. Gì con? Chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng. Ngon lên ra đi. Chúc ngon miệng. Kìa nó quậy kìa chàng ơi, nó quậy quá trời mà. Mợ chịu hết nổi rồi. Để cái con mợ, mợ ơi con ẩm nó cho. Con ẩm nó tí cho mợ. Trang không ăn là dẫn thằng cháu đi vòng vòng chơi kìa, đi nhìn nhìn đi xem dữ rồi. Đồ chơi kìa con. Đó, thấy không? Đó. Ờ con muốn coi cái gì? Con muốn coi cái gì? Con muốn xem cái gì? Ờ ăn nhâm nhâm nhâm. Để xin nữa nè nó. Ăn nhiều thôi, con ăn nhiều quá là mất nặng đó. Nghe trong họng một đống rồi kìa. Nó ăn vậy thôi nó nhả. Ôi té chết con. Con đùi tay chưa? Thôi đừng có cản em. Con đừng có ẩm em nha, con đừng ẩm em. Con ớt tốt tốt, té chết cha con. Đứng lên con. Con để cho em tự đi đi, con để cho em tự đi đi. Con đừng có đụng. Không có sao đâu, em tự đi, em không có đi đâu đâu. Sao em, cô xin ơi, xin nói. Sữa chua lấy đi kìa, Aiden sao ăn? À, cả nhà bây giờ là đi vô siêu thị mua một ít đồ về để là đây đèn với sô ăn sáng. Nãy chắc lấy hai bọc này đi, hai bọc bánh mì mini này đi chứ không thôi mất công. Hai gì con? Để đẩy đâu vậy? Lại trở lại đây, trở lại đây. Cả nhà chắc sẽ mua bơ về làm bánh khép chơi đèn chị xô em ăn. Cái này là hiệu này của Pháp nè, tây bơ tông, nhưng mà cha không mua cái này đâu, cái này mắc quá. 118 là cái này nhiều, gần 5 đồng hả, 4-5 đồng bao nhiêu đó. Mua cái này đi, cái này thôi con lấy cái nào để hỏi Út một cái, hỏi Út một cái xô em rồi gặp mama. Rồi xong mày đẩy em đi con. Đi đèn nó sẽ đẩy xôi. Đi đèn đẩy xôi em đi chợ cả nhà. Vô siêu thị. Ủa thôi nè, không có đẩy đây nè. Đi đèn ơi. Lại đây mẹ múa này nè. Sữa chua. Dầu chứ. Mình xin nắm tay của dì hai đi. Đi đâu? Việt Nam bây giờ tiên tiến lắm rồi cả nhà. Ở dưới Gạch Giá là dưới quê mà bây giờ nè. Đi thang rồi này kia. Đây là trong siêu thị nha. Siêu thị nãy là lầu 1, bây giờ lên lầu 2. Đây là cả nhà nó nắm Trang đi lên trên này, leo lên trên này để mà mua cho nó cái chiếc gì đó. Ờ hôn hôn gì hai. Nè nào quậy. Nè phải không? Uống này có hôn gì hai cái rồi. Hôn gì hai. Nha, mất rồi. Cô xin có múa này không? Múa này không? Có hôn gì hai cái? Không. Không bên này cái nữa. Hôn bên kia không? Ôm đỡ, ôm đỡ. Ôm. Ôm gì hai? Ô, thương quá, thương. Rồi, gì hai quá. Tiền, sập túi. Bây giờ gì không có tiền rồi sao? Rồi, không có tiền rồi. Múa này hả? Vậy thôi, kéo không? Hôn cái nữa đi. Kêu nữa chàng công nhận. Rồi ôm đi đi. Kìa. Lòi gúng hết trơn kìa. Xem con ôm đi đi xem. Cái gì? Bạo luôn nha. Đổi ý luôn. Đổi ý rồi. Vô quân đội luôn. No. Trời ơi bỏ tiễn dữ vậy. Kìa thằng hồi dắt bắn. Cái nào này mình có bắn cái gì? Suy nghĩ đi cái nào. Kìa lấy hết luôn kìa. Dám kêu tôi hôn nhiều. Thôi lấy một trong hai thôi, con chọn một cái đi, con gọi cái nào. Dẹp vô lại, dẹp vô lại. Cái nào không thích thì dẹp vô. Cái nào không thích thì bỏ vô lại đi. Ờ, cái nào? Cái đó hả? Cái này hả? Chắc không? Không. Cái này hả? Đi dài đó. Cái này hay cái này? Bánh nó mua súp lơ. Cái này hả? Cái này hả? Con muốn cái này hả? Thôi xấu quá à. Cái đó nhẹ con chi nhỏ. Cái này hay là cái này nè. Cái này con bỏ cát vô được nè. Đẹp. Đẹp. Cái đó đẹp. Được. Rồi lựa đấy cái nào, con lựa coi. Lấy cái này đi. Cái này con cá không cái nào, con bỏ con ôm đi đi. Con ôm cái đi, con ôm bỏ vô gỗ đi. Ôm bỏ vô gỗ đi. Hai tặng rồi đó. Thôi con lấy cái này ha. Con lấy cái nào? Nè, con lấy cái này đi. Nè.
thôi cái đó không đẹp đâu, cái này đi. Rồi để cái đây ha, hiểu không? Rồi hung dai cái nó đi. Rồi hung rồi cũng đầu con rồi không có này cái nó. Rồi lấy cái nữa. Ôi ba trời. Ừ, rồi bây giờ mình đi về ha. Lấy cái này thì mua cái này trả tiền ha. Rồi bỏ vô xe đi. Xe của mình đâu? Bỏ vô xe coi xe của mình đâu. Rồi bỏ vô. Bỏ vô xe. Quá trời. Rồi bỏ vô xe nha, chút xíu về nha. Nhẹ nhẹ vô. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Còn bự hơn nó nữa. Rồi xong. Yeah. Đố coi một. Rồi một cái thôi. Trời ơi. Giống hệt à, con giống hệt à. Rồi chị hai quá giàu rồi, chị hai mua hai cái luôn rồi. Rồi kìa. Giống hệt luôn. Một chiếc một à. Chắc nó nói là mua chơi đèn với sao em. Một chiếc một à. Nó nói mua con sao một. Ừ, bỏ lại đi, bỏ lại đi. Ừ, bỏ. Bỏ. Rồi con cắt lại dây ký cũ đi. Nè, con bỏ đây nè. Xin bỏ đây nè. Ở à, đây nè, kế bên. Đúng rồi, bỏ vô đó. Ừ. Nặng bà ơi. Không nổi rồi gì Nhi ơi, tiếp gì Nhi ơi. Tiếp, tiếp. Thôi thôi được rồi, một chiếc à. Một chiếc thôi. Rồi bye bye đi, bye bye đi. Bye bye. Cho từ 0 tới 3 tuổi rồi. Cái này đây. Cái này cho nó rồi. Thôi, hai đứa về cho tôi lại. Rồi nha, bây giờ lấy được chiếc xe rồi bắt đầu là đẩy đi về. Xin ơi, con lấy cần cẩu đi. Xe này khó chơi lắm, đâu có gì đâu. Tại sao kêu mẹ làm gì? Nói với mẹ. Muốn chơi á hả? Chơi thì về nhà chơi mới được. Mình chưa tính tiền mà. Đúng rồi, bỏ lên yên chút tính tiền rồi mình chơi ha. Để đi ra tính tiền, đi ra tính tiền. Con đứa có 20.000 rồi mà thích thôi. Mừng thôi. À đâu có biết là cho đứa 20.000 cái thằng nín khóc luôn. Như nãy nó đòi á, đòi được chơi giống như cô Xin vậy đó. Tại vì con mua mà đem về bỏ nó được. Ừ, chó chỗ trong vali ba có được chơi đó ai đem về.